đẹp đôi thế nhỉ, đẹp trai xinh gái thế. Này, bạn trai Cao Lăng mua cái gì cho bạn gái uống đi nhá. Em uống gì không? Chỗ chị có cái gì ạ? Ôi dồi ôi, đừng hỏi. Chỗ chị coi như là đại lý luôn, cái gì cũng có. Rượu này, bia này, nước ngọt này, bánh này, kẹo này, dồi ôi, gì, cái gì cũng có. Chị... Hả? Em ăn kem. Kem à? Ừ. Chị ơi, chỗ chị có kem không ạ? Có kem hả chị? Ôi, kem thì ở đây làm gì có. Thôi để tí nữa về mang kem mút nhá. Thôi để chị bây giờ chị có. Bảo này. Thôi, ăn kem thì đến về ăn kem nhá. Bây giờ chị lấy cho cốc nước mía nhá. Không, em không uống nước mía đâu. Chị thông cảm, bạn gái em thích uống nước mía chị ạ. Thế thì uống cái gì? Thôi bọn em không uống gì, cảm ơn chị. Không uống gì hả? Vâng. Ngồi đây mà không uống gì à? Thì biết. Ôi, sao lại thế ạ? Sao lại thế á? Này, thế lúc vào đây có nhìn thấy cái gì không? Cái gì đâu? Cái cốc. À, đây có mỗi cái cốc này. Đúng, con bé này nó tinh này. Cái cốc này nó bậu ở đâu? Cái cốc ở đây. Ở đây nghĩa là sao có biết đâu? Hả? Là sao ạ? Ở đây có nghĩa là cái cốc này nhá, là của tôi. Tôi đã để ở đây, nghĩa là tôi đã đánh dấu lãnh thổ rồi. Nghĩa là cái ghế này chỉ có một mình tôi được ngồi thôi, hiểu chưa? Này này, tức là chị tự ý xí cái chỗ này để bắt chẹt người khác để uống nước đúng không? Ừ, hiểu thế cũng được. Này này, chị đừng có vô lý như thế nhá. Đây là ghế của công viên, ai cho phép chị làm như thế? Ai cho phép á? Này, chị nói cho cô chú biết nhá. Chị là chị chả đợi thằng nào con nào cho phép chị cả. Nhưng mà chị có luật đấy. Luật gì? Luật công viên, nghe chưa? Anh ơi, nghe đến luật em sợ lắm. Hay là mình sang ghế bên cạnh ngồi đi anh. Này, tất cả những cái ghế ở trong công viên này mà đều có chủ hết nhá. Thậm chí cả cái công viên này là cũng có chủ luôn. Nếu mà muốn ngồi đây không có cách nào khác là phải uống nước. Còn nếu không ấy, về nhà mà ngồi nhá. Chị đừng có mà vô lý nhá. Lúc ấy là tôi buồn ngủ nên tôi không để ý đi. Bây giờ tôi cứ ngồi đây đấy. Làm sao nào? Em hãy ngồi đây. Thằng này giỏi nhỉ. Ừ, cứ ngồi đi. Để chị xem mày ngồi được mấy phút nhá. Alo, Phong Điền đấy à? Này, mày gọi cho chị thằng Toàn Chập nhá. Thằng Tuấn Lò Mổ với thằng kia Lựu Đạn, bảo nó đến đây cho chị. Trong vòng 5 phút chúng mày phải có mặt ở đây ngay cho chị. À, có hai đứa danh con, nó chưa biết luật công viên. Mày ra đây mày phổ biến kiến thức cho nó tí nhá. Ừ, thế nhá. Hả? Hay là mình mua tạm cái gì đấy đi anh. Làm sao mà phải tạm? Đã không uống thì thôi, uống nó phải hoành tráng. Chị cho em hai cốc nhân trần. Hai cốc nhân trần này. Chị ơi, cho em gửi tiền với ạ. Chị xin, ôi dồi, đẹp trai xinh gái quá. Ôi dồi, không uống hết à, phí thế. Ở đây, chị cứ cầm lấy tiền thừa. Chị xin. Dạ. Này, còn thiếu của chị 40 nghìn nữa. Cái gì? Hai cái cốc nước này 50 nghìn á? Ừ. Ôi dồi, làm gì mà sửng sốt thế này. Nhân trần của chị mà là ngon nhất công viên đấy, lại còn rẻ nữa. Này, tôi nói cho chị biết nhá. Bình thường tôi uống một cốc nhân trần có 2 nghìn nhá. Tôi đưa cho chị 10 nghìn là bo chị 6 nghìn rồi còn gì nữa. Hả? Thế à? Bình thường thì ra ngoài mà uống nhá. Còn ở đây là như thế đấy này. Cầm lấy. Này. Cái gì đấy? Tôi nói cho chị biết nhá. Từ nãy đến giờ là tôi đã nhịn chị nhiều lắm rồi nhá. Chị mà cứ sồn sồn lên là tôi báo chính quyền đấy. Báo chính quyền. Thế à? Này. Thế lại muốn nghe phổ biến luật công viên hả? Này này này. Tôi nói chị biết nhá. Chị đừng có mà dọa dẫm bọn tôi nhá. Ừ, đừng có dọa. Tôi đưa chị 10 nghìn chị không cầm mày thôi nhá. Bọn tôi cứ đi. Đi. Hả? Đứng lại. Cái gì? Đi đâu? Hả? Bà là bà thách hai đứa chúng mày đi khỏi cái ghế của bà đấy. Bà nói luôn cho chúng mày biết nhá. Bà nuôi khoảng 20 thằng cao to đen hôi như mày ấy. Nó chỉ có mỗi một cái việc là ăn mới ngồi ngoài cổng công viên kia kìa. Để chờ phổ biến kiến thức cho những cái đứa mà chưa biết luật cho chúng mày nhá. Bây giờ có giả không? À, có không giả đấy. À, không giả Liên đi. Để bà dạy cho chúng mày biết thế nào là luật. Luật gì hả chị Liên? Bây giờ ông em nhá. Đi đâu mà sáng sớm người ta ra công viên thế. Mặc quần áo quân phục đâu, không mặc lại mặc thường phục này. Thôi, chị không phải lẻo mép. Tôi đã chứng kiến sự việc từ đầu đến đuôi rồi.
Ui dồi ôi, chị đang đùa bạn đó mà. Hai đứa em ở quê mới lên. Nhá, đùa thôi nhá. Vâng, vâng. Chị phí chỗ này xong rồi á, à, bắt bọn em uống nước xong rồi lấy 25.000 một cốc nhân trần. Đây, đây. Chị nói đùa mà. 25.000 là 25.000 tiền cũ, nghĩa là 2.500 tiền mới. Không, không, không. Thôi. Chị không cần phải trình bày nữa. Nhân chứng vật chứng đã đầy đủ đây rồi. Bây giờ tôi mời chị lên ủy ban lập biên bản và nộp phạt hành chính vì những sai phạm do chị gây ra. Rồi, chú nói thật đấy à? Tất nhiên. Chú ơi, chị cắn rơm cắn cỏ chị lạy chú. Chú phạt vi cảnh chị, bây giờ chị tiền đâu ra mà nộp? Tôi đã nhắc nhở chị rất nhiều lần nhưng chị vẫn vi phạm. Rồi, mời chị lên ủy ban, tôi sẽ phổ biến lại luật công viên cho chị nhá.